Vâng, hôm nay tại Mac Mobile, các bạn sinh viên sẽ chứng kiến một chương trình khuyến mại hoàn toàn mới. Chỉ cần mang thẻ sinh viên hoặc giấy báo trúng tuyển đại học đến Mac Mobile mua hàng, các bạn sẽ được giảm trực tiếp vào hóa đơn mua hàng. Cụ thể, mua Xiaomi giảm ngay 100.000 đồng, mua iPhone giảm ngay 200.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Chào các bạn, như đã biết trong tháng 8 này thì không chỉ riêng Bphone của hãng công nghệ BKV làm khuynh đảo thị trường smartphone nội địa Việt Nam, bởi còn đó rất nhiều hãng di động trong nước ta đang ngấm ngầm mai dao đợi sẵn sự xuất hiện của chiếc điện thoại con cưng của ông Nguyễn Tử Quảng đến đánh giá tình hình và tung đòn khắc chế hiệu quả. Và không nằm ngoài dự đoán, chiếc Bphone 2017 dù không còn nổ như phiên bản đầu nhưng vẫn nằm trong một mức giá khó chấp nhận và khó tiếp cận với phần đông người dùng nước ta. Do đó, chiến lược giá rẻ sẽ tiếp tục được các nhà sản xuất điện thoại nước ta áp dụng để đánh úp Bphone 2017. Trong đó nổi bật nhất đó chính là bộ đôi điện thoại đầu tiên ghi nhận việc gia nhập thị trường di động của Asanzo, một thương hiệu điện máy nội địa có tiếng tại nhiều vùng của nước ta. Cụ thể, vào tối ngày 15 tháng 8 vừa qua, hãng điện tử Asanzo đã chính thức giới thiệu bộ đôi sản phẩm điện thoại của mình đầu tiên mang tên Z5 và S5. Nếu như Z5 nằm ở phân khúc điện thoại trung cấp nhưng mang nhiều tính năng tương đối cao cấp và được nhắc đến trong một video của Mac Channel cách đây không lâu, thì chiếc S5 lại là một thiết bị thấp cấp hướng đến những đối tượng người dùng phổ thông với những phần cứng tương đối ổn. Nhắc lại về chiếc Asanzo Z5 thì đây là một chiếc điện thoại tầm trung khá được đầu tư về phần thiết kế, với màn hình được mài cong 2.5D trong một lớp vỏ nhôm nguyên khối, cụm cảm biến vân tay được tích hợp vào phím Home được đặt ở phần trước. Trong khi đó, mặt sau của máy thì khá nổi bật với cụm camera kép vốn chỉ thường thấy trên những mẫu điện thoại tầm cao hơn, cùng với đèn flash được đặt ở vị trí khá là tương đồng với chiếc iPhone 7 Plus. Về thông số kỹ thuật chính thì Asanzo Z5 được trang bị cấu hình phần cứng bao gồm màn hình 5.5 inch độ phân giải HD, IPS on cell, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, vi sử 8x MT6750T, camera kép 16MP, cảm biến ảnh Samsung ISOCELL, chống rung quang học và camera phụ là 8MP, hỗ trợ hai SIM 4G, theo ảnh Android 7.0 NowGuard, pin 2700mAh. Có thể thấy rằng phần cứng của chiếc điện thoại đắt nhất đầu tiên của Asanzo tương đối là khập khiễng, nhất là quả màn hình 5.5 inch nhưng độ phân giải chỉ là HD chứ không phải là Full HD như nhiều máy tầm trung, trừ Oppo ra nhá. Cũng như là con chip MediaTek 8x MT6750T, thần thánh còn cùi hơn cả mẫu Helio P10 vốn đang được cộng đồng mạng ném gạch nhiệt tình suốt thời gian qua. Bù lại, thiết bị lại được đầu tư cụm camera kép khá nổi trội với khả năng chụp ảnh xóa phông cùng với khả năng chống rung quang học. Dù rằng thử nghiệm ban đầu cho thấy ảnh chụp tương đối tệ hại, nhiều khả năng do Asanzo chưa làm tốt về khâu phần mềm hoặc đơn giản các nhà thầu Trung Quốc của công ty này chỉ làm cho có mà thôi. Asanzo sẽ được bán ra với mức giá bán lẻ đó chính là 4.990.000 đồng tặng kèm tai nghe Bluetooth. Trong khi đó, mẫu Asanzo S5 có mức giá rẻ hơn chỉ từ 2.990.000 đồng nhưng cũng được kha khá đầu tư về phần tính năng, nhất là thời lượng pin. Cụ thể, mẫu Asanzo S5 sẽ bao gồm thông số kỹ thuật như sau: màn hình 5.2 inch độ phân giải HD, IPS on cell, vi sử MediaTek 6737, RAM 3GB, bộ nhớ trong 16GB, camera chính 13MP và camera phụ là 8MP, hỗ trợ hai SIM 4G, hệ điều hành Android 7.0 NowGuard, pin là 4000mAh. Có thể thấy ngoài viên pin to và RAM là 3GB thì chiếc S5 của Asanzo mang rất nhiều điểm tương đồng so với một chiếc điện thoại cài sẵn Android 7 khác, đó chính là Nokia 3. Nhưng thành phần kỹ thuật của chiếc điện thoại này thì sẽ cần phải thời gian để kiểm chứng, trong khi mẫu điện thoại đến từ Nokia mang rất nhiều thế mạnh về thương hiệu, kiểu dáng cũng được đầu tư một cách kỹ lưỡng về phần chế tác cũng được kiểm chứng, cùng với khả năng cập nhật phần mềm nhanh hơn bất kỳ nhà sản xuất Android nào khác ngoài Google, ít nhất là khi xét với mức giá dưới 3 triệu đồng của nó. Như vậy thì có thể thấy bộ đôi smartphone mới của Asanzo sẽ mang rất nhiều điểm mạnh về giá khi so sánh với chiếc Bphone 2017. Nhưng công bằng mà nói thì những gì mà hai thiết bị này mang lại sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng, bởi Asanzo từ lâu nay biết đến là hàng tàu Mac Việt. Trong khi đó, ông Nguyễn Tử Quảng thì đã phần nào chứng minh được chiếc Bphone mới nhất của mình là sản phẩm hợp tác giữa chính BKV và Qualcomm cũng như được sản xuất ngay tại Việt Nam. Về khả năng phân phối, Bphone 2017 sẽ được chống lưng bởi hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động. Trong khi đó, bộ đôi smartphone mới của Asanzo cũng có thế mạnh riêng với hơn 6.000 điểm bán lẻ của thương hiệu này trên toàn quốc. Thậm chí CEO của Asanzo còn không giấu giếm tham vọng dội bom thị trường nước ta với khoảng 20.000 máy được phân phối hàng tháng, một con số rõ ràng là đáng mơ ước so với chiếc Bphone 2017. Do đó, dù không cùng đẳng cấp nhưng rõ ràng việc thêm một thương hiệu điện máy tương đối nổi tiếng cũng gia nhập cuộc chơi smartphone Việt sẽ khiến cho Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng sẽ cảm thấy nóng gáy hơn bao giờ hết, cũng như khiến cho thị trường smartphone sắp tới sẽ thêm phần thú vị. Cả hai mẫu Asanzo Z5 và S5 sẽ được bán ra với hai màu đen, màu vàng thông qua hệ thống 6.000 đại lý và điểm bán của Asanzo trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Trên đây là thông tin về hai mẫu Z5 và S5 của Asanzo. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Liệu nó có thành công hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.